Được nghỉ dài ngày cho nên nhu cầu du lịch của người dân trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 tăng cao. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thì trong 4 ngày nghỉ lễ, doanh thu từ các hoạt động du lịch trên địa bàn đạt 2.890 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 4 ngày nghỉ lễ, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí như triển lãm ảnh kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9 và 78 năm ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền. Biểu diễn thể dục thể thao, lân sư rồng, trống hội, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, thả khinh khí cầu cùng với các chương trình kích cầu du lịch, kích cầu mua sắm thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Lượng khách tham quan trong 4 ngày nghỉ lễ tại các khu điểm du lịch, khu vui chơi giải trí ước khoảng 960.000 lượt, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm tham quan thu hút đông đảo du khách gồm Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Công viên Văn hóa Đầm Sen, khu du lịch Văn hóa Suối Tiên và đặc biệt chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 1.600 khách tham quan.